Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường xin được gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán thính giả của đài truyền hình. Trong chương trình hội họa ngày hôm nay, chúng ta sẽ vẽ một đề tài về mùa xuân. Cái Tết cũng đã sắp đến. Chúng ta hãy vẽ những cái vật mà rất là quen thuộc với cái ngày xuân của người Việt Nam chúng ta. Đó là một chậu mai, chậu đào, một cái đĩa bánh chưng, hai ba cái bánh chưng chồng lên nhau. Một cái chai rượu, có dưa hấu, có bình trà, đó là những cái vật thể mà hầu như không thể thiếu được ở trong một cái ngày Tết truyền thống của Việt Nam. Quý vị nhìn lên cái khung hình, chúng ta sẽ thấy đã có những cái nét phác họa của những cái món đồ ăn, món đồ uống trong ngày Tết. Chúng ta có một cái bàn bày lên đó chai rượu, dưa hấu và bánh chưng. Chúng ta sẽ vẽ chi tiết của những cái vật đó ngay bây giờ ở đây. Cái đầu tiên thì thường thường là Nguyễn Đức Cường hay bắt đầu hay start từ trái sang phải. Thế như vậy thì có lẽ là chúng ta bắt đầu vẽ cái cảnh mai, cái chậu mai trước cái đã ha. Cái chậu thì chúng ta cho cái màu trắng đi. Bằng cái men sứ trắng. Đó. Thì chúng ta cứ cho cái màu xám vô trước cái đã. Rồi sau đó chúng ta cho cái ánh của cái men màu trắng lên sau. Rồi những cái họa tiết, có nghĩa là những cái nét vẽ của cái người làm đồ gốm bên trên cái chậu chúng ta sẽ vẽ vào sau cùng. Bây giờ là cái đám đất ở phía trong, đất phía trong chúng ta cũng cho màu đậm một tí. Thế rồi đến cái thân của cây mai. Thường thường á là người ta hay mua những cái cành mai được chặt ra, nhưng mà chúng ta thấy cái cành mai đó mà cho trong cái chậu này thì không có đẹp. Do đó chúng ta sẽ vẽ nguyên cả một cái cây trồng ở trong một cái gốc mai được trồng ở trong cái chậu này. Gốc mai này gọi là gốc mai già, lão mai, thành ra là nó rất là lớn. Thế nhưng mà đến khi mà nó mọc ra những cái cành thì nó lại nhỏ lại. Gốc người ta đã chặt ra rồi đó thì cái gốc nó vẫn còn lớn, thế nhưng mà những cái cành thì nó nhỏ và nó sẽ mọc ra những cái bông hoa, nó mọc ra những cái cành con. Từ từ chúng ta phải cho cái bút nó càng ngày nó càng nhỏ lại. Miền Bắc thì ít hoa mai, thường thường người ta hay có bông hoa đào. Còn miền Nam của chúng ta thì chúng ta rất là nhiều mai. Rồi chúng ta cứ vẽ theo miền Nam đi, bởi vì đó là khung cảnh rất là quen thuộc của Nguyễn Đức Cường khi lớn lên. Trông thấy rất là nhiều hoa mai, ít khi nào mà trông thấy hoa đào mà mang từ Đà Lạt về lắm. Do đó thì chúng ta cứ vẽ theo cái ký ức của ta. Thấy cái gì nhiều, chúng ta nhớ được cái gì nhiều thì chúng ta vẽ cái đó. Chúng ta cứ vẽ những cái cảnh nó thô như vậy thôi. Lát nữa chúng ta thêm bớt sau. Tự nhiên mới hỏi là nếu mà anh cho cái phông, cái background nó màu vàng như thế, lát nữa làm sao mà vẽ được những cái hoa mai nó cũng màu vàng lên thì nó đâu có nổi. Nhưng mà quý vị đừng có lo, là bởi vì sao? Bởi vì cái màu vàng này ở trong cái phông, ở trong cái background á, nó là màu vàng đậm. Và chúng ta lát nữa sẽ vẽ những cái vàng tươi của những cái bông mai nó vẫn nổi như thường. Rồi, thì vẽ đến chai rượu. Chai rượu thì chúng ta cho cái màu xanh đi. Rồi có lát nữa có tí bông nơ, có tí nơ màu đỏ. Nơ tức là cái miếng vải nó dán lên cho nó đẹp. Cái nắp thì có lẽ là màu vàng. Đó. Cái nắp màu vàng đậm như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang cái trái dưa hấu. Cái trái dưa hấu này thì chắc chắn là màu xanh, nhưng mà xanh đậm hay xanh nhạt thì tùy chúng ta. Nguyễn Cường cho cái màu xanh hơi đậm một tí, và những cái sọc của trái dưa hấu này nó sẽ màu xanh nhạt. Chúng ta cứ vẽ một trái dưa hấu hình tròn.
Vì Nguyễn Đức Cường rất là thích trái dưa hấu hình tròn, chứ lại không thích trái dưa hấu hình 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 tròn mà lại dài, tức là hình thuôn mà chúng ta thường thấy ở ngoài chợ, ở những siêu thị ở bên đây. Dưa hấu tròn trông nó ngon lành, nó đẹp đẽ hơn. Đó là hình dáng của những cái trái dưa hấu của cái thời thơ ấu của chúng ta. Chúng ta vẫn còn nhớ ở chợ, ở quê nhà, là những trái dưa hấu hình tròn. Rồi bánh chưng, bánh chưng thì chắc chắn là sẽ là màu xanh. Bây giờ mình nên cho bánh chưng màu xanh nhạt hay là xanh đậm? Bánh chưng màu xanh đậm đi. Và lát nữa mình vẽ cái dây mà cột bánh chưng, thì khi đó chúng ta mới cho cái màu xanh nhạt hoặc là cái màu vàng. Rồi cái dây lạt đó, bằng tre đó, cái mặt phía trên thì chúng ta cho cái màu xanh nhạt hơn một chút, là bởi vì nó nằm ở phía trên, nó bắt được rất nhiều ánh sáng. Rồi cho cái màu xanh nhạt hơn một chút. Rồi bàn thì việc cho màu đỏ đi. Khăn bàn cho màu đỏ thử xem nó làm sao. Cái sự thích thú, cái sự sung sướng của cái người vẽ, của người họa sĩ là cái chỗ là mình có toàn quyền quyết định cái màu sắc của cái vật thể mà chúng ta đang vẽ, miễn là làm sao cho những cái màu sắc đó trông nó đẹp mắt là được rồi. Chúng ta là creator, tức là người sáng tạo, và cứ việc cho những cái màu sắc nào mà chúng ta thích. Và ở trên mặt của cái mặt khăn, cái khăn bàn ở phía trên mặt bàn thì nó cũng màu xanh, nó cũng màu đỏ tươi hơn. Tự nhiên là chúng ta lát nữa sẽ vẽ cái bóng của những quả dưa hấu với lại cái chồng bánh chưng, chúng ta sẽ cho nó đậm hơn. Nhưng bây giờ chúng ta cứ cho cái màu nhạt như vậy cái đã. Rồi, còn quý vị thấy là chúng ta có một cái câu đối. Thực ra không phải là câu đối thì nó phải là cả một cái câu dài đối qua đối lại. Nhưng ở đây nó chỉ là cái chữ phúc thôi, nhưng không biết nó gọi là cái gì. Giống như một cái khánh để mà treo cho nó đẹp mắt. Thì lát nữa chúng ta sẽ vẽ cái chữ phúc bên trên cái khánh đó. Chúng ta thử vẽ xem ra làm sao. Nó như thế. Rồi thì chúng ta vẽ, bắt đầu đi vào chi tiết của những cái vật thể này, thì chúng ta bắt đầu quay lại để mà vẽ cái bình hoa. Cường đang trộn những cái bóng vào cho nó đều. Đó, Nguyễn Cường đang vẽ cái họa tiết ở trên cái bình hoa này, trông cho nó kiểu cọ một tí. Rồi, bây giờ chúng ta sắp sửa vẽ những cái thân cây. Thì trên cái thân cây này, chúng ta cho một vài cái highlight. Chứ không thể nào mà để cái thân cây mà nó cứ cả một cái cục màu đen như thế được. Đó, lát nữa chúng ta sẽ blend nó lại. Rồi, ở trên cái cành mai,
thì lác đác thế nào nó cũng còn một vài những cái lá. Người ta tuy rằng người ta đã ngắt đi rồi để cho nó ra bông, thế nhưng mà thế nào nó cũng còn một vài cái lá còn sót lại, hoặc là cái lá nó mới mọc ra. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ đến những cái hoa mai. Tôi dùng cái cọ lớn là một tí. Chúng ta không cần phải vẽ là cái hoa mai phải có 5 cánh các thứ, bởi vì nhìn từ phía đằng xa thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái hoa mai nó lấm chấm như thế thôi. Khi mà vẽ những cái chùm hoa mai trên một cái cây á, thì chúng ta không nên vẽ đều quá, có nghĩa là cái sự phân bố của những cánh hoa nó rất là không đều, có nghĩa là nó rải rác, chỗ thì nhiều, chỗ thì ít. Thì nếu vẽ đều quá trông nó vừa giả tạo mà nó vừa không có đẹp. Đó, tạm thời chúng ta vẽ như thế, lát nữa chúng ta xem thấy thiếu thì chúng ta cho thêm. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cứ vẽ khoảng nhiêu đó thôi. Chứ mà nếu mà vẽ nhiều quá đó thì cũng không đẹp. Bây chúng ta bắt đầu blend những cái bóng của trên cái thân cây mà hồi nãy chúng ta vẽ. Bởi vì hồi nãy giờ là chúng ta thấy những cái lấm chấm ở trên cái thân cây, vì chúng ta làm cho nó đều ra một tí. Đây là một cái gốc mai già, do đó rất là sần sùi.